Còn uống quá liều là uống một ngày mà đến 10 viên đi chẳng hạn. Đó, uống 5-10 viên là thấy là quá liều rồi. Trong 2 tuần vừa rồi trường đã phân tích về những cái vấn đề liên quan tới mỡ máu và có một cái chất bổ sung đó là Omega 3. Nó cũng giúp ích cho cái tình trạng mỡ máu của các cô chú anh chị và các bạn ở đây, nhưng mà nó không thể nào thay thế thuốc chữa bệnh, nên là có một vài cái sai lầm khi mà mọi người sử dụng Omega 3 để điều trị mỡ máu. Thì ngày hôm nay Trường sẽ nói về cái Omega 3 để cho mọi người rõ ràng về cái Omega 3 hơn. Omega 3 là cái béo không bão hòa. Omega 3 thì thường tìm thấy ở trong cái gì? Cái dầu cá đó. Thì cái lợi ích của Omega 3 là gì đối với chúng ta? Thì kể cả cái dầu không bão hòa, ví dụ như dầu cá hoặc là trong đó có Omega 3, thì nó đều tốt cho cơ thể của chúng ta cả. Và cơ thể của chúng ta rất cần những loại dầu tốt như vậy, ví dụ như để hình thành cái màng tế bào, màng tế bào da, màng tế bào cơ, màng tế bào thần kinh á, hay là màng tế bào tim, hay nhiều cái loại hệ miễn dịch, hay là hệ nội tiết cũng rất là cần. Và trong cái Omega 3 đó, nó có chia ra làm 3 loại, đó là EPA, DHA và ALA. Omega 3 mà trong dầu cá là nó có EPA và DHA. Mà cái Omega 3 mà mọi người ăn ở trong các cái hạt tự nhiên, ví dụ như hạt ốc chó, hạt nhân, thì cái Omega 3 đó chứa đa số là ALA. Thì mọi người hay nghe mà các bác sĩ trên thế giới người ta nói nôm na như thế này này, đó là EPA thì nó bổ cho tim mạch nhiều hơn, còn cái DHA thì nó bổ cho cái thần kinh, cái não nhiều hơn. Tác dụng của Omega 3 thì Trường nói đó, nó là một cái axit béo không bão hòa, nó đi vào bên trong cơ thể của chúng ta và nó hình thành nên các cái màng tế bào. Màng tế bào da thì da chúng ta đẹp hơn, đúng không? Hay là màng tế bào thần kinh thì chính nó tạo nên cái sự dẫn truyền thần kinh. Khi mà nó tạo được cái sự dẫn truyền thần kinh tốt rồi á, thì chúng ta sẽ tăng trí nhớ, chúng ta sẽ thông minh hơn, chúng ta sẽ tốt cho cái dẫn truyền thần kinh trong trí não, là rất là nhiều cái ích lợi của Omega 3. Thêm nữa là cái hệ miễn dịch thì sao? Cái hệ miễn dịch khi mà có Omega 3, trong một vài cái nghiên cứu người ta đã nhận thấy khi mà có Omega bổ sung hàng ngày thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó khỏe lên, chúng ta sẽ chống chọi được lợi môi trường. Ví dụ như virus, ví dụ tưởng tượng là virus cúm đi chẳng hạn. Nếu mà ai cứ yếu là cứ tới mùa lạnh là bị cúm. Còn bây giờ khi chúng ta khỏe mạnh rồi thì tới mùa lạnh nó nhiễm con cúm vô và cơ thể của chúng ta phát huy cái miễn dịch ra diệt hoàn toàn cái con cúm đó, thì chúng ta đâu còn sợ gì nữa. Đó là cái nhiệm vụ của hệ miễn dịch. Thì Omega 3 nó cũng hỗ trợ thêm cho cái hệ miễn dịch. Rồi nó cũng còn có những cái nghiên cứu mà bổ sung thêm Omega 3 nó khỏe cho tóc, khỏe cho da. Cũng có những cái nghiên cứu Trường đọc lướt quá mà cũng chưa có tìm hiểu được kỹ, đó là nó dự phòng được các ung thư. Dự phòng thôi, nó bây giờ có ung thư rồi thì mọi người phải chữa, chứ không phải là có ung thư rồi mà bổ sung Omega 3 để hết ung thư đâu. Thì Omega 3 nó có hai cái kiểu. Cái kiểu chiết xuất từ cá thì cần phải là bổ sung cái nồng độ nó cao hơn xíu. Còn có cái kiểu chiết xuất từ con dưỡng thể mà Trường đánh vào con krill khi nãy á, thì cái nồng độ Omega 3 chúng ta có thể uống ít lại một chút xíu, thì đều tốt hết cả ha. Rồi, nhưng mà nó có gì không tốt hay không? Thì tất cả những cái gì mà chúng ta bổ sung vào cơ thể, khi chúng ta bổ sung quá đáng thì nó không tốt. Và như vậy thì sẽ có một câu hỏi, đó là thế nào là vừa đủ và thế nào là quá nhiều. Đó là khoảng một ngày chúng ta cung cấp đủ 250 cái thành phần EPA cộng với DHA là vừa đủ. Nhưng mà khi chúng ta uống một viên 250 có đủ không? Không. Thường thì cái viên đó người ta gọi là viên Omega 3 hoặc là viên dầu cá. Nếu mà viên dầu cá thì trong 1000mg dầu cá thì có thể có 300mg Omega 3 thôi. Mà trong 300mg Omega 3 đó là chưa chắc là nó đủ 250 EPA và DHA cho mọi người. Nên là mọi người phải đọc được cái bản thân phần. Còn nếu mà ở trong cái sản phẩm krill á, Trường thấy là các cái ghi nhận ở trong thị trường người ta nói là chỉ cần là 1g cái Omega 3 krill này là tốt hơn cái Omega 3 dầu cá. Thì bây giờ cái liều là như vậy. Còn uống quá liều là uống một ngày mà đến 10 viên đi chẳng hạn. Đó, uống 5-10 viên là thấy là quá liều rồi. Thì bây giờ quá liều thì nó gây ra tình trạng gì? Cái thứ nhất, cái tác hại khi mà quá liều đó là nó gây trào ngược dạ dày. Cái tác hại thứ hai á, là có thể nó gây tiêu chảy. Cùng trong cái hệ tiêu hóa mà ở trên thì nó trào ngược, ở dưới thì nó gây tiêu chảy. Nếu mà mọi người bổ sung omega 3 quá liều omega 3 uống nhiều quá kìa là nó sẽ gây mất ngủ. Chính tiêu chảy nó cũng gây mất ngủ, mà chính trong cái quá liều nó cũng gây mất ngủ, cũng rất là khó chịu. Nếu mà uống omega 3 quá liều nó còn gây kích thích chảy máu, nó gây kích thích chảy máu, có nghĩa là nó không còn đông máu tốt như bình thường nữa. Nếu mà chúng ta uống cái liều omega 3 quá cao, có thể nó gây tăng đường huyết nữa các cô chú anh chị ha. Hồi nãy là nó gây tăng cái sự chảy máu rồi, và bây giờ nó có thêm cái tăng đường huyết nữa. Có một tác dụng phụ nữa về tim mạch đó là tuột huyết áp. Tuột huyết áp là một cái tác dụng phụ khi mà uống 5 uống 10 viên một lần, nó không tốt chút nào. Uống là uống phải đủ liều thôi, bây giờ uống nhiều quá nó tuột huyết áp. Omega 3 thường người ta cho thêm cái viên kết hợp giữa omega 3 với vitamin A, mà khi cô chú anh chị và các bạn ở đây mà uống vitamin A nhiều quá nó cũng gây quá liều vitamin A. Rồi phân tích ra rồi đủ thứ cái hại nữa, nên là uống thì uống vừa vừa thôi, uống đủ liều theo cái sự khuyến cáo thôi. Nếu cô chú anh chị ở đây ăn cá biển, ví dụ như cá hồi, cá mòi 2 lần một tuần, và chúng ta không có các bệnh lý mỡ máu hay gì cả, thì chúng ta bổ sung cỡ như vậy là đủ rồi. Trừ trường hợp nào chúng ta lười ăn quá chúng ta với bổ sung thôi, hoặc là chúng ta có những tình trạng mà cần giảm mỡ máu đi chẳng hạn, thì chúng ta uống cái liều nó cao hơn thì bắt buộc uống, chứ còn ăn nó không đủ, ăn không lẽ ăn cả tuần cá hồi thì cũng khó chịu.